Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhận cơ thể nhé. Cơ nó sẽ như thế này nhá, quần đỏ sẽ đi trước. Với cái thể cơ này thì để dài thì nhược đầu tiên thì chúng ta sẽ thiếu sai nhá. Khi mà thiếu sai như thế này thì cơ đang bắt buộc phải ăn cơm sáng. Nếu không ăn sáng thì cảm thấy dễ dàng này chuyển tưởng thì sẽ cơ. Lúc này thì chúng ta sẽ đã ăn cơm mà này về trên thảo để thủ. Cơ đã ăn sáng lo tưởng để chịu để cơ. Thì chúng ta sẽ tiến lại để thủ cơ. Như vậy là hai con mã đã can áo tốt này. Con cái này thì ở đây để thủ chiếu con tướng. Lúc này thì khi mà cơ đã bị tốt thì chúng ta đi ra như vậy cơ này sẽ hoàn thiện nhé. Cảm ơn bạn đã theo dõi ạ. Hẹn gặp lại ở các video tiếp theo nhé.